đầu tiên ấy là xin gửi lời xin lỗi đến những người yêu thương em. Nhưng mà giờ này em lồng tiếng cái clip này ấy, là em đang no quá. Phải khẩu nghiệp mới vừa lòng các chị. Mấy cái con óc chó ở bên Việt Nam mình ấy, gọi là mấy con óc chó ấy, nó có hay comment này này: con này sang Mỹ đéo được ăn sơn hào hải vị, mà địt mẹ suốt ngày ăn khô cá, nghèo hèn mà cứ khoe đất đai nhà cửa trù phú. Ê mấy con lồn, ta bảo này, đời chúng mày chưa ra khỏi lũy tre làng ấy, đéo biết Mỹ nó là cái lồn què gì. Thì comment ít lại. Ở Mỹ ấy, cá tươi ấy, nó rẻ như cho ấy, còn cá khô nó mới đắt, có hiểu không? Mấy con đỗn lì ấy, đã không biết thì nín. Ở bên này này, thịt nó rất là rẻ. Rau ấy, mà rau châu Á, rau Việt Nam ấy, nó rất là đắt. Nên mấy con đĩ lồn ấy, óc chó đã không biết thì comment ít thôi. Rồi mấy con đĩ kêu là con này suốt ngày up lên mạng khoe cá khô, vì cái loại ngu lồn chúng mày thì biết cái gì. Tao không khoe cá khô thì tao khoe cái đéo gì. Bố mày chơi mạng xã hội ấy là để kiếm tiền, có đăng cá khô là chỉ vì bố mày bán cá khô thôi, chứ chả lẽ mày đi ăn cái gì mày đăng lên, trong khi việc kinh doanh của mày, mày lại không sử dụng mạng xã hội để mày bán hàng. Mấy con đĩ ấy mà không bán được hàng trên mạng ấy thì bớt ngu lại. Tao đã bảo chúng mày rồi, chúng mày không thích tao thì chúng mày biến. Xách cái mỏ lồn đi vào để comment, xong bố mày chửi cho thì bảo bố mày ác. Đấy cái con cá điêu hồng này này, 5 con cá điêu hồng này trong một vỉ ấy, không mua nổi được một con cá lóc khô bên này biết chưa. Để hôm nào tao đi Costco ấy, tao quay 5 con cá điêu hồng tươi này này, mổ ruột sạch sẽ nó bọc lại ấy, rồi tao quay con khô cá lóc bên này, người ta bán một con là 13 đồng. Đó. Cho nên ấy, bên này thịt bò ấy, thịt lợn ấy, sườn lợn, sườn bò, sườn heo, thịt cừu, thịt kiết, cái cá hồi, cá hiếc ấy, nó rẻ hơn cho. Chúng mày không tin ấy, chúng mày cứ hỏi người nhà chúng mày ai ở bên Mỹ ấy, là với cái con cá, một cái con cá khô bên này này nó mắc cỡ nào. Nó mắc là bởi vì cái phí ship sang nó mắc. Chứ ở quê mình ấy, mấy con khô cá này nó rẻ như cho. Nhưng mà đổi lại ấy, cái con tôm hùm ấy, hay con cua ấy, thì nó mắc. Ví dụ như con cua bên này này, đi mua con cua hôm trước mua có 20 đồng 08, là một con cua to phải như mả bố thằng ăn mày ấy, có 20 đồng. Rẻ lắm các bé. Nên là các bé đừng mà có đi comment để người ta thấy mình bị ngu. Còn nhà tao ấy, tao bán khô cá thì hiển nhiên tao phải đăng hình khô cá rồi. Tao đâu có rảnh như chúng mày nghĩ. Một cái post của tao trên cái Facebook hay là trên cái fanpage hay trên cái top ấy, thì nó đều mục đích để bán hàng thôi. Chúng mày lại kêu tao là sang bên này cơ hàn nên là phải đi làm dọn vệ sinh. Óc chó chỉ nghĩ được đến thế thôi. Tao mà không đăng thế thì lấy đâu chúng mày chửi. Chúng mày không chửi thì lấy đâu ra tương tác trên mạng xã hội. Vì sao biết không? Vì phải gây ra scandal thì cái lũ ngu, cái lũ óc chó nó vào nó chửi. Thì những cái người người ta có não và người ta thông minh ấy, người ta mới cười. Người ta không comment lại chúng mày đâu, người ta cười thôi. Bởi vì người ta không muốn dây với lũ ngu, hiểu chưa? Tao đã bảo rồi, chúng mày ghét tao thì chúng mày quên tao đi. Chứ chúng mày không có cửa và no door, người ta gọi no door. Chúng mày kêu là nghiệp quật,
Nên đời chỉ có ăn cá khô, đúng rồi, nghiệp quật đó. Nghiệp quật nên ăn cá khô. Cái vấn đề là nhà chúng mày có tiền ăn cá khô không? Ngay cả bản thân ở Việt Nam ý, khô cá cũng 355.000 một ký, đắt hơn cân thịt lợn, đúng chưa? Mua một con gà 180 là một ký 2, thì một cân khô là bao nhiêu tiền? Đó, đây là tôm đất này, tôm đất Cà Mau này. Đó, một gói này nửa ký, đóng đầy một cái hộp nhựa kia. Tôm này thì thường để ăn với củ kiệu, để uống bia đó mọi người. Tại cái tôm này mà để nấu hủ tiếu thì phí quá nha. Các bạn nhậu mua tôm này về, muối ít củ kiệu dưa chua, để ngồi nhậu lai dai là thấm tình dân tộc rồi. Còn tôm này chỉ cần 5 con đến 6 con là nấu một tô canh cải tuyệt vời. Em xin lỗi tất cả các anh các chị, các phải nghe em chửi, nhưng mà cái lũ óc chó nó đông quá các anh chị ạ. Phải làm clip này chửi chúng nó để cho chúng vào chửi mình tiếp này. Em trên mạng xã hội ấy, ngoài cái việc để kiếm tiền thì em chả có nhu cầu lên mạng xã hội làm gì đâu. Tất cả những thứ trên mạng xã hội em làm ấy, nó đều có mục đích cả. Em chửi thế này thì cũng thay lời muốn nói những anh chị cũng bị một lũ chó nó cắn vậy đó. Cái bọn ngu nó hay thể hiện. Nên là nhé, chúc cho mấy đứa chửi chị ấy, phải chửi chị đến chết. Đừng quên chị, chửi chị càng nhiều chị càng thích. Nghiệp quật chị mà chị mong chúng mày cũng mong ước, chúng mày ước mơ cả đời để được quật như chị cũng không được đâu. Nên á, ráng lên nha, vào chửi chị nhiều vô, chị cảm ơn mấy bé đó. Bây giờ á, đấy đấy là tôm đất với cả tôm biển nha. Cái gói tôm biển kia là nửa ký, cái hộp cũng tôm đất cũng nửa ký. Tôm biển thì là một ký lô là 970.000, tôm đất là một ký lô là 1.750.000 đó. Tôm đất đó, mời các bà, tôm đất thiên nhiên thôi các bà. Các bà mua hàng nhắn tin Zalo 0905 644 699. Những ai mà ấy thì search cái fanpage nhà em là Bún Đậu Cô Khàn, hoặc Trang Khàn Official, hoặc Trang Khàn Mỹ Phẩm Chính Hãng, hoặc Pay Kiến Lửa để mua hàng nha. Số điện thoại em để ở trên màn hình nha, là số điện thoại nhà em. Em thank you mọi người.